Không nên phá tổ chim. Thấy trên cành cây có một tổ chích chòe, ba con chim non mới nở. Tôi liền trèo lên cây, bắt chim non xuống để chơi. Chị tôi thấy vậy, nhẹ nhàng bảo, chim non đang sống với mẹ, sao em nỡ bắt nó? Lát nữa chim mẹ về, không thấy con, sẽ buồn lắm đấy. Còn lũ chim non xa mẹ, chúng sẽ chết. Hãy đặt lại chim vào tổ, sau này chim lớn, chim sẽ hát ca, bay lượn, ăn sâu bọ giúp ích con người. Nghe lời chị, tôi đem những chú chim non đặt lại vào tổ.